cháy đất trong rủi ro tên lửa Trung Quốc rơi tự do. Tên lửa trường trinh 5B được dự kiến nhập khí quyển, Trái đắp vào sáng ngày 9 tháng 5, với thời điểm có thể thay đổi vào phút chót và vẫn chưa xác định được điểm rơi. Nhưng mà sau khi đó thì tên lửa đã rơi xuống vùng biển của Ả Rập. Lầu Nam Góc tuyên bố đã theo dõi hành trình của tên lửa Trung Quốc cỡ lớn và phán đoán những cái đường đi và những vị trí có thể rơi của tên lửa Long Map 5B của Trung Quốc với hơn 20 tấn phần loại của tên lửa không cháy hết. Thì ngày từ ngày 29 tháng 4 là khi Trung Quốc phóng thành công mô đun chính đầu tiên của trạm không gian mới lên quỹ đạo. Kể từ đó tên lửa đẩy trường trên 5B bắt đầu quay vòng trên quỹ đạo và mất kiểm soát. Bay quanh địa cầu. Thì do tên lửa có chiều dài là 30m, bề ngang 5m, trọng lượng 21 tấn. Dự kiến một số mảnh của nó sẽ sống sót sau giai đoạn lao qua bầu khí quyển và rơi xuống đất. Bên cạnh đó, tên lửa Trường Chinh chỉ mất 90 phút để hoàn tất một vòng quanh trái đất. Và vì thế, các nhà quan sát không thể đưa ra dự đoán về vị trí rơi xuống. Thời điểm tiến nhập của tên lửa một phần được xác định bởi khí quyển trái đất vốn có thể phồng lên hoặc co lại, dày lên thật mỏng đi do dao động ngẫu nhiên trước năng lượng mặt trời khi đến địa cầu. Trong khi đó, các chuyên... Các, các chuyên chuyên trang về thiên văn thì đột nhiên quỹ đạo của tên lửa trường chinh 5B lúc đó là 41,5 độ đồng nghĩa vị trí tiếp nhập khí quyển của nó có thể trải dài từ Chicago New York City Chicago New York City Rome Bắc Kinh ở hướng Bắc và New Zealand Chile ở hướng Nam dù các nhà quan sát chấn ăn rằng xác suất phần còn lại của tên lửa rơi xuống biển rất cao vẫn chưa loại trừ khả năng nguy cơ nó sẽ rơi vào khu dân cư vào thời điểm một tên lửa trường trinh 5B khác rơi xuống trái đất hồi tháng 5 năm 2020. Nó đi vào khí quyển trên quỹ đạo băng qua à, thành phố New York của Mỹ. Mảnh vỡ còn sót lại của tên lửa đã gây thiệt hại cho một ngôi làng ở bờ biển Nga. May mắn là không có ai bị thương. Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cảnh báo và bảo vệ những người có thể bị ảnh hưởng trong tầm rơi của tên lửa. Chủ tịch tiểu bang giám sát các chương trình không gian của Mỹ vào thời điểm phát biểu ông Cooper đang đồng chủ trì chủ trì cuộc điều trần của hai tiểu bang Hà Viện Mỹ hôm ngày 5 tháng 5 về các thỏa thuận quốc tế cần phải đạt được để điều phối hoạt động không gian. Tại sao Trung Quốc không kiểm soát được tên lửa? Sau khi phóng tên lửa đẩy, đa số các nước sẽ chọn giải pháp là tiến nhập khí quyển có kiểm soát. Theo đó, họ tiếp tục theo dõi. Và tên lửa vẫn còn đủ nhiên liệu và chờ mệnh lệnh từ trung tâm điều khiển để đi vào khí quyển địa cầu. Biện pháp này cho phép bất kỳ vật liệu nào còn sót lại khi đi qua khí quyển sẽ rơi xuống một điểm đã định trên, bề, trên biển. Rõ ràng dòng tên lửa trường trinh 5B của Trung Quốc không thuộc nhóm trên. Mà đến nay vẫn chưa có dấu hiệu Bắc Kinh sẽ tiến hành cải thiện à, tên lửa theo hướng an toàn trong thời gian tới. Cuộc điều trần à, trường hợp của tên lửa trường trinh được đưa ra phân tích vì đây là minh chứng rõ ràng nhất cho mối nguy hại đến từ các hoạt động phóng tên lửa nếu không được kiểm soát tốt. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ à, Austin Hy vọng phần còn lại của trường trên 5B sẽ rơi xuống biển.